Hầu hết các doanh nghiệp sẽ yêu cầu nhân viên phải thành thạo các kỹ năng tin học nói chung và tin học văn phòng nói riêng, như hoạt động giao dịch bằng giấy tờ, văn bản, hợp đồng, các hoạt động kế toán, kiểm toán và các hoạt động quản lý hành chính nhân sự. Hãy cùng Kế toán Việt Hương tìm hiểu các nội dung trong khóa học tin học văn phòng online chuyên sâu, bao gồm các nội dung liên quan đến tin học, nắm rõ được điều chỉnh thiết lập trên Word, hoàn chỉnh soạn thảo các loại văn bản và cách sao chép, xóa bỏ định dạng, chỉnh sửa chính tả và cách vẽ các biểu đồ, hình vẽ, bảng biểu và hình ảnh, các kỹ năng xử lý nâng cao khác, các nội dung liên quan đến tin học Excel, hướng dẫn định dạng dữ liệu các bảng tính, khung, viền cho bảng tính và trang trí bảng tính, xử lý dữ liệu trong bảng tính và các hàm tính toán, xử lý dữ liệu trong bảng tính từ các hàm cơ bản cho đến các hàm nâng cao. Và nội dung tin học PowerPoint, hướng dẫn thao tác làm quen với giao diện của PowerPoint, hiểu về các công cụ hỗ trợ chính trong PowerPoint và một số tính năng khác, là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học tin học văn phòng của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Toàn bộ các nội dung của khóa học các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web Kế toán Việt Hưng, nhấn xem giáo trình online. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia theo từng phần và mỗi phần sẽ là các nội dung hướng dẫn chi tiết và các ví dụ cụ thể để giúp các bạn nắm rõ được các nội dung của khóa học. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.